có lời chào khán giả để bắt đầu chương trình nào. Anh hôm nay vẫn là ngày vẫn nằm trong tháng 4 và tôi vừa mới coi cái clip của cái bà Nhật Linh. Vâng, bà cũng là một trong các cái người mà người trẻ hình như là xuất thân ở miền Trung đó, cũng ở trong cái ban văn nghệ văn nghiệp thì của cái những cái thời mà đoạt giải nhất đó. Vâng, đó mà bà ấy nói thì là đấy, cái hồi đó cũng đều là con em hát ô cả. Thì cái ý của bà ấy mà vừa rồi tôi sẽ nói đó là bà ấy phân tích cái cộng đồng này với lại chống cộng chống kiếp gì đó, bà ấy cũng lại đạt nói kể cả là cũng ông Ngô Kỳ nó cũng được chiếu cố tới. Thì bà ấy nói thì là cái cộng đồng này không biết thù bạn gì hết, nói năng lăng nhăng không đủ trình độ, rồi thì là mình phải biết là đối thủ của mình là ai, và mình là ai nữa, mình đứng ở vị trí nào. Chứ còn mà cứ lên các đài biết là nói lăng nhăng thì là thì bà ấy thấy bà ấy cũng có vẻ là bà ấy bất mãn, và cho đó bà mới gọi cho anh Vũ Hoàng Lân. Bà ấy đề nghị là cho bà ấy một buổi nói ấy là thưa anh Nhưng mà trước khi bác đưa nhận định thì cho phép cháu cứ nói leo, là tại vì cháu không phải cháu khoe. Cháu đã thưa là cháu bỏ một ngày mười mấy tiếng, cháu rà, cháu theo dõi tất cả những cái nào nó có liên quan đến những cái đề tài cháu đang mà theo dõi, đúng không? Đúng. Thành ra cháu chỉ nói là bổ sung vô những cái chi tiết, những cái dữ kiện thôi. Thì điều thứ nhất là Nhật Linh không phải chỉ là đơn thuần một cư dân, giống như bà nói là một ủng hộ viên, chỉ là một người bình thường mà gọi là dọc đường mà thấy chuyện bất bình mà phải mở mồm ra mà bình vực. Không phải như vậy. Có nghĩa là đối với những người như cháu theo dõi thì thấy rõ ràng, nếu mà nói là bên kia họ sắp đào thải Ngô Kỷ thì sẽ thay thế bằng Nhật Linh. Bằng chứng là Nhật Linh là cái người mà làm MC chương trình, đúng không ạ? Để mà khi mà khai trương khánh thành cái bảng 1975 đó. Rồi kể cả Nhật Linh đó, từ cái thời mà chống Rico trước đây là Nhật Linh đã lên ngồi trên cái kênh của Nam Quan. Và có lần mà Bùi Mạnh Cường mà nói giống như cướp lời của bà, giống như cháu tôi lúc mà cháu vô tình cháu hay nói leo vô với bác á. Bà chỉ mặt bà nói liền im, để bà nói, bà đang nói. Là bác thấy Bùi Mạnh Cường biến mất luôn cho đến bây giờ. Tức là từ đó đến giờ là Nhật Linh là phát ngôn nhân chính thức luôn. Phát ngôn nhân chính thức của cái băng đảng này. Và bác thấy gần đây Nam Quan Ngô Kỷ không còn to mồm lên chửi bới người này, kể cả Nguyễn Quốc Lân cũng không còn dám lên bao biện nhăn nhít nữa, thì Nhật Linh là người đảm đương hết những cái vai trò đó, thưa bác. Đó là một cái dạng mà giống như ông Võ Văn Thưởng đối với Đảng Cộng sản á, đó là trưởng ban tuyên giáo, cán bộ tuyên truyền, thưa bác, phát ngôn nhân nhận có mời bạn. Thế là thế thì tôi chỉ mới coi cái băng vừa rồi, tôi không biết là cái quá trình của bà này cũng lại là bây giờ thì khảo đài nói thì là bà ấy thay thế cái vai trò của cái nhóm nào, tức là bà gần như là bây giờ thay thế luôn Bùi Mạnh Cường, Ngô Kỷ, Nam Quan, tất cả mọi người. Bà là gần như cái miệng phát ngôn nhân chính thức của cái băng đảng Trần Thái Văn, Chí Tạ, Nguyễn Mạnh Chí, Nam Quan. Không những là phát ngôn nhân, không phải chỉ là như đơn giản như cái bà mà bây giờ lên chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao đó, bác Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Hương gì đó. Bả là giống như Võ Văn Thưởng luôn. Bả là biên tập viên mà. Bả khoe cái xuất xứ, cái gọi là cái tay nghề của bả là biên tập viên mà. Bởi vậy mà Bùi Mạnh Cường mà lén phén mà đang ngồi hồi đầu Bùi Mạnh Cường đưa bả lên ngồi nói chuyện chung mà nói các bạn nói im để cho bả nói. Bả đang nói. Bùi Mạnh Cường biến mất luôn. Mà bác thấy như bà Đào Trần ngồi chung cũng vậy. Bà nói, cô Đào đừng có nói cái đó. Cô Đào đi, tôi đang nói.
tức là bả coi như là gần như là quát tháo ra lệnh. Hồi xưa Nguyễn Mạnh Chí nói Ngô Kỵ ra lệnh không cho Nguyễn Mạnh Chí lên Phú Sa TV đúng không ạ? Này thì bả là cái miệng đúng không, tiếng Anh nó gọi là mouthpiece, là cái người đứng lên để mà giúp, tức là chỉ bới ở Bình Thuận đưa ra chiến lược và đảm nhiệm luôn vai trò là tướng tiên phong luôn, tức là có nghĩa là bả có biên tập đưa ra chính sách, đưa ra chiến lược và đảm nhiệm luôn vai trò là tướng tiên phong luôn, tức là là vừa gọi là gì bác đạo diễn là mình lên một rất là one man band á, tức là vừa biên tập mà vừa diễn xuất luôn, vừa quay phim luôn. Bả chỉ thiếu cái quay phim thôi, quay phim bây giờ vẫn là năm quan đúng không ạ, nhưng mà chủ đạo định hướng đưa ra chính sách cũng là bả, phải không ạ? Dạ dụ đưa ra những cái luận điểm cũng là bả. Cháu không biết quyết định thay thế Ngô Kỵ có phải bả là người quyết định hay không, cháu không biết, nhưng mà ít nhất về mặt tuyên truyền, về mặt mà truyền thông á là bả đảm đương hết. Biên tập viên cũng bả, chính sách ai nói ai im cũng bả, chừng nào làm chương trình cũng bả, chỉ có bả không quay phim thôi, quay phim là Nam Quan quay. Dạ cháu mời bác. Bác thế là coi như rằng thì là bả là một cái bản lề, một cái kế thừa của cái lớp cũ. Dạ vâng. Và cho nên bây giờ tôi mới hiểu rằng thì là cái câu mà bà ấy nói rằng thì là anh không có chống cộng gì cả mà là anh chống cộng đồng. Tại vì cho nói cái đó là định hướng đó đúng không ạ? Là cũng là bà đưa ra cái định hướng đó luôn. Đó, dạ. Chống cộng đồng tức là chống tất cả những cái thứ mà chủ trương đường lối. Vâng. Mình nghe rất là thục rồi và cái thái độ mà cái thái độ mà Khảo Đào vẫn nãy nhắc lại rằng thì là một cái câu ở trong Lục Quân Tiên đó, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, tức là không có tha thứ, không làm ngơ đó, coi như là phải nói. Nhưng mà những cái dạng đó là giống như phủi bò đúng không ạ? Có thể nhiều người đánh giá cháu vậy đi, phủi bò, mày cái thằng mà chẳng biết đầu biết đuôi ở đâu ra nhảy ngang không thấy là cái bù bù cái miệng. Hoặc là những người vô tư như bà Trần Đào, vô tri đó, mặc dù nói là giáo sư nhưng mà đối với cháu về lĩnh vực chính trị thì cũng là vô tri thôi, kiểu không nắm được, không biết được chuyện gì nhưng mà cứ tu bua cái miệng đó bác. Nhưng mà bà này không có đơn giản như vậy thưa bác, cháu đã dùng cái từ biên tập có nghĩa là đúng là như bác rành cái đó rồi, là định hướng, có chủ trương, có định hướng, có chính sách, chiến thuật, chiến lược, chứ không phải đơn thuần bức xúc là những người như bà Đào Trần hoặc là những cái người mà râu ria lên nói đó. Thành ra bà ấy cơ cả, bà ấy bây giờ là một trong những các cái mũi nhọn, đây là một cái mà Khải Đào nói là one man band đó. Tức là mục đích hai ba ghế luôn, thay thế Ngô Kỵ. Bây giờ Nam Quang không còn làm cái YouTube nữa mà là bãi thay thế Nam Quang luôn. Nam Quang bây giờ chỉ là chủ kênh với quay phim thôi. Còn về biên tập rồi ngồi nói rồi ai làm với bả, ai im ai nói lúc nào là bả quyết định hết. Bởi vậy bả mới quyết định là bả lên Phú Sa TV đúng không bác? Giờ cháu mời bác. Vâng, bả quyết định lên Phú Sa TV nhưng mà vừa rồi anh nói Nam Quan với lại gì đó gần như là Nam Quan cái sứ mạng của Nam Quan hắn ấy cũng biết là xong rồi, và cũng có thể là kể cả Ngô Kỵ nữa. Do đó mà chuyến trước có một vài lần mà tôi cứ gọi là tôi bênh vực Nam Quan một phần nào, là bởi vì thì là tôi thấy hắn ấy là một trong những các cái người mà nó mang một cái tính cách thẳng thắn của một cái người cũng nổi giận của đấy có thể lúc đó là như vậy. Vâng, đó cái lúc mà ông tỷ phú Hoàng Kiều mà ông ấy phát đồ ở Times Square Park thì là Nam Quan cũng đi ra đó mà chửi, chửi rằng thì là tại sao tất cả những cái đồ này là đồ vứt đi, lấy về thì cũng ném đi thôi, và tại sao mà lại mất công thế này. Đấy là chưa kể rằng thì là có thể là tập hợp thế này thì nó
cái Covid-19 nó đang lây lan đó. Nhưng mà họ đã nói thì là chỉ đi qua đó và vẫn ngồi ở trên xe và chỉ mở cái cốp đằng sau ra. Giống như vậy nè, đó trên đường đi xe vậy đúng không? Trong đây là cái những cái người như bác với cháu là cái người mà trong ban tổ chức. Vâng. Quà cáp là mình để từng đống từng lô đúng không? Vâng. Rồi để trên bàn, rồi có cái từng thùng, từng bao, từng gói. Vâng. Và những người làm đều đeo mặt nạ hết và xe ngừng lại. Thì bác biết xe hiện đại bây giờ thì bấm nút một cái là cốp xe nó mở lên thôi. Vâng. Bấm nút một cái là khóa cửa nó mở chốt khóa đúng không ạ? Thì nếu mà cửa nó không tự bung lên thì cháu sẽ ra cháu mở cái cốp. Cháu bỏ đồ vô thì xe lái đi thôi chứ không hề có giao tiếp để mà gọi là lây bệnh truyền nhiễm gì hết. Cái bà này coi như là one man band và bà ấy mang cái tính cách của một cái loại vừa phẫn nộ và vừa giáo dục, gần như là thành ra tôi không nhớ tên vừa rồi thì Khải Đào mới nói là bà đã xuất hiện ở thành phố Westminster 4-5 lần rồi phải không ạ? Ô, rất nhiều lần rồi bác, tức là bà xuất hiện liên tục. Có lần là Nam Quan, bác nhớ trong lúc mà bị chửi, Nam Quan đi ra đằng sau, tức là nhiều người nghĩ là hắn đi toilet rồi này kia. Vâng. Nhưng mà thật sự chắc hắn đi gọi bà này. Và tại vì khoảng 10-15 phút sau bà ta xuất hiện. Bà ta ứng chửi tùm lum đó, tại sao vậy? Nhưng mà lúc đó cháu quay và cháu chiếu xuống là thấy là bà ta mang cái vớ với mang đôi dép. Có nghĩa là đang ngủ. Thọt chạy vô dép vô, chạy lái xe lên, khoác cái áo choàng thôi. Lên chửi, thấy không ạ? Chứ không mang giày giết đàng hoàng như mình. Tức là mang cái đuôi vớ và cái dép đang ngủ đó. Quý vị lên cái kênh của Khải cách tôi khoảng 1 tháng, 1.5 tháng, quý vị còn thấy cháu lìa cái máy của cháu xuống ngay cái đuôi chân và thấy rõ ràng như vậy. Thành ra sau này những người như Thùy Võ họ thấy được, họ mới, cháu không thèm nói lên, cháu chỉ lìa máy thôi. Nhưng mà sau này những người kia người ta bóc mẽ ra. Người ta nói là Nam Quan là mày đi ra đằng sau, mày kêu gọi âm binh của mày đến để chửi những người khác mà mày kêu là đúng là... Tôi thấy thì là cái chuyện mà Nam Quan đi vào 1-2 lần đó thì không phải là đi vệ sinh. Dạ. Và cũng không phải là tránh né. Tức là... Với bác thấy là kể cả cô em cứ bị người ta than phiền đó, tại sao họp mà quý vị cứ dùng laptop, cứ dùng iPhone? Là tại vì họ đang nhận chỉ thị, thưa bác. Tức là bên trong kia là bố già, rồi luật sư láo thực sự, rồi là phù thủy rồi này kia là cũng xem. Và sẽ ra lệnh cho tụi này nên làm cái gì, nên nói cái gì rồi này kia. Mất nước, đúng không? Già bài, bắt lệnh cái đó rồi. Tức là bên kia thì mấy là ship doctors. Dạ. Quý vị không tin, quý vị cứ vô xem lại những cái buổi họp hội đồng thành phố còn lưu giữ trên mạng, đúng không ạ? Vâng. Quý vị xem có phải là trong lúc tụi Khải phát biểu, trong lúc họp, họ cứ ngồi họ nhìn cái màn hình. Vâng, tôi lại tưởng là họ nhìn cái màn hình để xem là quần chúng có nói gì ông không. Nó nhận chỉ thị, text đó, gà bài. Cháu thì không bao giờ làm ai làm cái chuyện đó được với cháu, nhưng mà cháu cũng chẳng có làm cái chuyện đó với ai. Lâu lắm là có một vài lần nào nó có thể, đôi khi những cái lúc nào đó cháu với nghị viên tài đỗ thách sau nhau trước, hoặc là nghị viên tài đỗ hỏi hôm nay anh có đến không, vậy thôi, chứ không có cái chuyện mà ngồi nhà mà nó gọi là remote control, điều khiển từ xa để mà gà bài thì không có. Thế cái nhân vật tài đỗ bây giờ ra làm sao? Tài đỗ thì có lẽ là Hiêm cũng giống như bác nói đúng không ạ, cũng hoàn thành cái vai trò của Hiêm rồi. Cháu nghĩ những người như vậy, chút nữa cháu sẽ trình bày với bác thêm, cháu không muốn cướp giờ của bác nữa, ra cháu sẽ nói thêm về cái vấn đề mà gọi là cảnh giới hoặc là suy bụng ta ra bụng người. Tức là những cái đứa này đó bác, khi mà nó nghe cháu nói, nó suy bụng nó ra bụng cháu, thành ra nó nghĩ là Việt Nam mình có cái hay lạm dụng, gọi là suy nghĩ lệch lạc cái câu mà lời nói không mất tiền mua. Thành ra tụi này nó nghĩ là ủa đâu ai đánh thuế mình, đâu ai mà soi mói bóc mẻ hay là giống như Ngô Kỵ đòi gánh mấy sự thật vô người mình đâu. Thành ra mình muốn nói gì mình nói, tha hồ dựng chuyện, tha hồ bịa chuyện, tha hồ lêu láo thánh tướng, miễn sao có lợi thì mình nói.
Nhưng mà thưa bác, những chắc bác biết là những người như cháu, như bác hoặc là như Vũ Hoàng Lân, hôm qua cháu xem thì cháu sẽ nương theo cái đó để cháu giải thích. Không thể làm cái chuyện đó được. Đúng không ạ? Bác nhớ hồi xưa là ông gọi là người viết sử của cái đời nhà nào đó, không biết là nước Tấn, nước Tề gì đó, mà ông viết một, chỉ viết một vài chữ thôi, nói là ông vua gì đó thoa xoán ngôi hay là ông vua gì đó, là làm cái chuyện gì bậy bạ. Ông vua ông dọa, nói mày bỏ cái đó đi, mày phải viết lại. Ông này ông nhất định ông không, đúng không ạ? Chắc đâu cho thằng con thay thế thì đưa ông con vô, ông con cũng viết đúng y chang vậy, vua xoán ngôi, nói mẹ mày thời không thấy gương cha mày, họ chặt đầu mày á, đưa đâu cho chặt, chặt đưa ông cháu lên, ông cháu cũng biết vua phá ngôi. Nó là tôi là sử gia, cái đó là chuyện của tôi, không có thể nào có chuyện bẻ công cái sự thật được. Tiền cha vua cũng chịu thôi, đúng không ạ? Tức là những người như Tư Mã Thiên là như vậy, thì cháu không dám mình so sánh với họ, nhưng ít nhất cái đó là cái gương, cái chủ trương đường lối, cái cách làm việc của tụi cháu. Còn cái tụi khúc nạn này thì nó nghĩ mẹ, bây giờ cứ nói bừa, nó phải muốn nói gì nói, đâu có ai kiểm tra đâu. Thành ra nó lấy cái tiêu chuẩn của tụi nó mà nó nghĩ những người như cháu, như Vũ Hoàng Lân, khi mà đánh giá, khi mà lên án, khi mà tố cáo, khi mà chia sẻ thì cũng là giống như tụi nó, có nghĩa là phải như kẹo ngọt, nói đến đâu phải trưng ra bằng chứng thì tụi nó mới tin. Anh hiểu cháu nè. Thì như vậy, bởi vì cháu mới dùng cái từ cảnh giới, cháu không dám nói đến cái vấn đề gì ghê gớm, nhưng mà ý cháu nói là như vậy. Thì trở lại cái chuyện ông Tài Đỗ cũng vậy, thưa bác, là như bác nói là khi mà Tài Đỗ ra cũng như cháu ra. Cháu nói là tại vì cháu cảm thấy cái thành phố nó quá gọi là bầy hầy. Đúng không ạ? Mình muốn phục vụ, mình muốn dấn thân, mình phục vụ, mình góp phần, mình làm sạch cái môi trường. Nhưng mà đối với tụi này thì tụi nó đâu có tin. Đối với tụi nó là mẹ tao bỏ cả 100,000 ra dành dịch kiếm được ghế để mà kiếm chết. Mà nó nghĩ ai cũng như tụi nó, cũng bầy hầy, cũng nhớp nhúa như tụi nó, có hiểu. Thì cháu nghĩ Tài Đỗ cũng như cháu thôi, thì hắn ra và hắn đã làm đúng cái chuyện của hắn mà cháu muốn làm không được, mà Tài Đỗ làm được. Cháu không dám nói làm là dẹp sạch được cái thành phố này, đúng không ạ? Nhưng mà ít nhất đóng góp được cái vai trò cũng như ông Hoàng Kiều. Thành ra cháu nói đến ngày hôm nay mà như cái cháu dùng cái sấm mạnh cường á, mà tụi này nó dãy chết và nó sẽ chết. Và khi mà nó trọng bốn vó lên trường mà xác cứng đơ rồi, mà cháu chôn đốt tụi nó rồi đó, thì vẫn phải ghi nhận cái sự, cái vai trò, cái phần công sức đóng góp, đúng không ạ? Cái vai trò của những người như Hoàng Kiều và Tài Đỗ, thưa bác. Và giống như cháu nói là đối với Tài Đỗ thì hắn đã hoàn thành cái vai trò của hắn rồi, còn hắn cũng như cháu thôi, khi mà ứng cử chức thị trưởng thì hắn cũng nghĩ là nếu mà hắn làm thị trưởng thì hắn sẽ làm tốt hơn tụi này, chứ không phải là như tụi nó nghĩ là giành giật để mà có danh xưng, để mà có chấm mức, thưa bác. Dạ, cháu mời vào. Vừa rồi mà anh nói chuyện này thì là mấy cái người này mà nghĩa là khi ra ứng cử tốn kém bao nhiêu tiền đó cả, thì một cái câu hỏi mà đặt ra cho tôi thì thế thì cái hội đồng thành phố này hay là cái bàn tay của người giàu nó không có tham dự vào sao? Thì thưa bác, bây giờ bác gọi là lục cổ si kim. Bây giờ mình vừa nhìn đối chiếu so sánh cái vấn đề đang diễn ra. Tụi nó đi dự tiệc rác và bà mà nói là ông David Dương bây giờ đang bị thua kiện ở Oakland, bị cắt hợp đồng ở Oakland, ở San Jose, tức là có cả một cái cơ sở kỹ nghệ, đúng không ạ, làm chủ cái hãng gọi là xử lý rác như vậy, mà bây giờ coi như không còn hợp đồng trên miền Bắc Cali là mấy trăm triệu đô la bao nhiêu năm nay, đúng không ạ? Mà tại sao tụi này đi dự tiệc rác? Tại vì giống như cái cô Thùy Võ gì cổ tố đó bác, cha con Nguyễn Mạnh Chí từ em rể, em con bác, rồi anh em cục chèo gì là đều ngồi trong cái gọi là cái gì bác, cái board điều hành, cái gọi là cái gì bác, cái tức là cái tự nhiên có quên tiếng Việt, board of director là giám đốc, coi như là một trong những cái chủ sĩ. Dạ, tức là nói chung là giống như cái hội đồng thành phố vậy đó, tức là một cái ban điều hành sở vệ sinh ở cái vùng mình.
Rồi tại sao mà bây giờ Ngô Kỵ tố, bây giờ bà Nhật Linh bắt xem rồi cũng tố là Ngô Kỵ giành công, tranh công, tranh công để làm cái gì? Đúng không ạ? Nói là Nam Quan với Nguyễn Mạnh Chí, Nguyễn Mạnh Chí giật mối của Nam Quan, cướp công của Ngô Kỵ. Rồi bây giờ đi nói là cảm ơn ông Triệu Phát đã cho giao cho làm cái này. Thì bác thấy rõ ràng bác dùng chữ tài phiệt người Việt gốc Hoa, ông Triệu Phát, Đưa Bích Dương đều có dính líu ngay trước mặt. Không, cháu không hề dựng chuyện đúng không ạ? Rồi bây giờ nhìn lại bà Kimberly Hồ, bà tố cáo đi ngược lại từ cái thời bà Margie Rice mà đã phải bồi thường cho ông cảnh sát trưởng. Ông cảnh sát trưởng tố cáo ổng dám đâm đơn, ổng cái đó là hữu thệ đúng không ạ? Bắt nộp đơn vô là hữu thệ. Mình mà tố cáo mà mình vu khống nó thương ngược là nó đi tù. Quý vị nhớ nha, vấn đề mà chửi bới nhau là dân sự ở bên Mỹ là không có 331, đúng không ạ? Chửi qua chửi lại thưa nhau thôi. Nhưng khi mà cháu đâm đơn, cháu nộp đơn vô tòa, cháu tố cáo bác là cái đó là dưới nó đề là tôi thề, tôi đúng không ạ, là những cái lời tố cáo của tôi là chỉ là sự thật, hoàn toàn là sự thật, không có bịa đặt gì hết, và tôi phải chịu trách nhiệm cái lời tố cáo đó. Có nghĩa là như vậy mình khai gian trước tòa, bác hiểu chứ không? Có nghĩa là cái lời khai hữu thệ. Mà nếu mà cháu dựng chuyện, cháu vu khống bác mà chứng minh ra được, cháu đi tù chứ. Còn cái chuyện chửi bới nhau là không có phải như Việt Nam mà dùng cái vấn đề chửi bới nhau để mà kết tội hình sự được. Bên Mỹ thì tự do ngôn luận. Nhưng quý vị nhớ nha, Khải giải thích cái khác biệt. Ông cựu cảnh sát trưởng Westminster là ông làm đơn, ông tố cáo, ông thưa. Và trong cái đơn mà nộp vào tòa thì anh dưới đó nó có, anh phải đề xác nhận, anh thề là anh không có bịa đặt. Và rõ ràng là tụi này nó bịt miệng ông, nó dâng cho ông 500 ngàn đô la để thôi anh bãi nại và anh giấu chuyện này đi, anh giấu nhẹm đi, đừng có phui ra, đừng có xì ra cái chuyện này. Và truyền thông Hoa Kỳ họ mới biết, họ đánh hơi, hoặc là chính ông này ông xì, ông lén ông xì tụi nó, mình không biết. Nhưng mà khi mà cái truyền thông Hoa Kỳ nó hỏi Westminster, hỏi cái đám mà Chí Tạ với bà Margie Rice, cái Thao Lê Diệp á, cái sự việc đó làm sao, tụi này nó chối. Thì cái tờ báo đó họ mới nói mày phải cho tao biết. Thì tụi này nó nghe giống như mấy thằng ngu Nguyễn Mạnh Chí bây giờ nào bác. Nó tưởng là tao là chủ hội đồng thành phố, tao muốn làm gì làm, tao không cho mày biết thì mày làm gì tao. Thì tụi kia nó thưa ra tòa, tụi này nó ngu, thưa bác. Ở bên Mỹ nó có luật mà. Tại sao người ta gọi là để tứ quyền, đúng không ạ? Không những là chỉ là nói đơn giản, nói cho vui. Để tứ quyền có nghĩa là giống như ông bác xem cái show hôm qua đó, Ngô Kỵ hắn khai đó, là ông Đoàn Trọng, ông bắt trước cái cơ quan đó. Ông nói bây giờ thành phố Westminster phải cho ông biết là hôm vừa rồi thành phố trả tiền cho cảnh sát, hay là cảnh sát là coi như làm việc miễn phí, bác hiểu không ạ? Hay là cái bữa mà khánh thành cái bản 1975 là Charlie gọi cho cảnh sát, kêu cảnh sát đến và thành phố trả tiền cho cảnh sát. Thì quý vị phải hiểu bên Mỹ đó, khi mà truyền thông người ta yêu cầu như vậy là quý vị có bổn phận phải cung cấp thông tin. Đúng, quyền được biết mà. Đó, để tứ quyền. Chứ không phải là nói nhẹ mà nói tao, chuyện của tao mày không cần biết, mày đi chỗ khác rồi này kia, không phải như vậy. Thành ra tụi ngu thời bà Margie Rice với Chí Tạ đó bác, nó cứ bao che lấp liếm, cuối cùng báo Mỹ người ta thưa ra tòa. Ra tòa, ông tòa bắt tụi bay phải đưa hết tất cả những cái gì liên quan giấy tờ không mày thỏa thuận với ông cựu cảnh sát trưởng. Đúng không ạ? Thì cái đó là giữa thỏa thuận giữa hai bên. Thì ông kia ông phải tuân thủ cái thỏa thuận dân sự đó, ông không có quyền tiết lộ. Còn cái thằng báo chí này là quyền của nó, bây giờ nó bắt mày phải cho nó biết thì mày phải cho nó biết. Cuối cùng trả cho ông kia 500 ngàn để giấu đâu có được bác. Cuối cùng cũng phải tự phải đưa hết thông tin tài liệu ra cho báo Mỹ nó mới khui ra. Là ông này ông tố là bao nhiêu chục năm nay từ thời bà Margie Rice là đã là lũng đoạn khuynh loát lạm quyền, làm bao nhiêu cái chuyện bày hay. Đúng không ạ? Đó là lục cổ Si Kim là như vậy. Có nghĩa là từ sau này bà, rồi chính bà Kim Lê Hồ bà cũng tố bán đất công viên,
mà không hề tổ chức để mà thông báo đúng không ạ, không hề niêm yết là gì đó bán đấu giá công khai, cũng không cho cư dân người ta có cơ hội để người ta phát biểu ý kiến đồng ý hay là bán hay là không bán. Hoặc là bây giờ nói là tại sao mày lo cho cộng đồng, mày không tìm cách mày cho cộng đồng cơ hội để mua miếng đất đó để làm cái hội đền hùng hay là cái nơi sinh hoạt cộng đồng đúng không ạ, mà mày lại bán cho bạn của mày mà bán rẻ bằng 1/5, 1/10 cái giá thị trường, rồi bả lại kêu là tại sao mà tự nhiên thằng Thao Lê Diệp nó là đứa con nít mới có 20 tuổi ra trường chẳng có bao giờ làm được cái công việc nghề ngỗng gì á, ra một cái là băng đảng này giống như bây giờ đưa Nam Quan vô đó bác, thì băng đảng mày có cả bao nhiêu phiếu trong tay rồi, bác hiểu không? Nó gọi là endorse, mày bơm thằng nào lên thì người dân người ta tin tưởng cho bay, người ta bỏ phiếu cho nó thôi. Thì Thao Lê Diệp cũng vậy, mới có 21, 22 tuổi là đã vô làm nghị viên rồi, đâu có đi làm, đâu có kinh nghiệm, đâu có một cái thực tế gì chạy nghiệm gì mà bà Kim Lộc bảo nói tự nhiên kêu bảo phải bỏ phiếu để cho Thaler Diệp làm tổng quản trị của Westminster. Đúng không? Thì đó là những cái mà cháu nói là đó là như vậy, bằng chứng cho mọi người thấy cái băng đảng này nó bỏ tiền ra và cái cơ chế, cái cơ cấu, cái nguồn máy tụi nó hoạt động để mà trục lợi, để mà phân chia quyền lợi như vậy mấy chục năm nay, từ thời Andy Quốc cho đến Thao Lê Diệp cho đến bây giờ nó là như vậy, thưa bác. Thưa anh, thành ra nhân cái vụ mà cái vụ rác riết đó, tôi thấy cái tờ báo Mỹ nó mới nói chuyện về cái vụ rác này, nó bảo nó bốc hơi vào người, cái smell thì cái hồi đó mình cũng không có để ý lắm, thế nhưng mà bây giờ đằng sau những các cái chuyện này đó, tại sao mà đến nỗi mà mưu cầu mà cố đấm ăn xôi như vậy, phải coi như là một cái lợi quá lớn, không thể nào mà không đành là coi như người ta chửi vào mặt và biết là động chơ chơ thôi. Bởi vì rằng thì là ngoài cái câu chuyện mà bán cái đất công viên rồi thì là xây một dãy những các cái nhà, một cái nhà mà bên hông Phúc Đầu Thọ đó, đó là từ mười mấy năm trước đúng không? Mà bác nhớ là bác cháu mình hôm bữa đã nói sơ rồi, là từ mười mấy năm trước là đầu tiên nộp giấy để xin để làm cái gì đó, là thứ nhất thưa bác là cái khu đó là khu thương mại business zone, đâu phải khu nhà ở đâu mà mày xây nhà ở. Thì nó khi nó nộp vô nó phải mánh mung, nó lựa lời đúng không ạ, cái nó gọi là Việt Nam đó, bây giờ ông mà Dũng là vôi, ông từ tỷ phú mà xuống phải đi mượn tiền là vậy đó bác, mục đích sử dụng đúng không ạ, tức là anh phải có được cái dấu của chính quyền chấp nhận, bên Mỹ nó gọi là đổi cái zone đó đúng không ạ, chuyển đổi mục đích sử dụng. Thì nó phải toa rập với nhau nó mới xây được cái khu đó đúng không bác? Rồi bây giờ mình lại nói qua, bây giờ cái dự án mới lòi ra cũng vì đấu đá nhau mới khui nhau ra, là ông Triệu Phát chuẩn bị phát triển đập cái khu Phúc Lộc Thọ để xây lên thành 5 tầng, và cháu với bác đã nói là như vậy nó phục vụ, nó có lợi luôn cho cái khu bên cạnh mà mình vừa nói thôi bác. Vâng, thành ra mà tôi nghĩ rằng những cái người mà đấu tranh hay là ở trong cộng đồng này đó thì nó mày mò nó biết hết nhưng mà nó biết đó, do đó mà ví dụ như cá nhân Ngô Kỷ mà quậy đó là hắn ấy biết rằng thì là hắn ấy biết rằng thì là để mà bịt được miệng của hắn ấy. Thành ra tôi mới thấy thì là chứ hắn làm việc không phải tôi trước đây thì tôi cứ khen Ngô Kỷ hay là tôi bênh Ngô Kỷ, tôi cho rằng Ngô Kỷ là một trong những người mà coi như là đi vào mainstream từ hồi mà ông Chánh Biệt Lý Rakakos, ông ấy cần phiếu của cộng đồng Việt Nam, thì Ngô Kỷ lúc bây giờ còn nhỏ lắm thì là đi vào trong đó coi như rằng thì là một cái thứ là đàn em hay là đi vào trong cái ban tranh cử của ông ấy để mà lấy phiếu của người Việt. Thế là rồi thì là tôi thấy Ngô Kỷ là cứ luôn luôn là khoe là năm đại hội Đảng Cộng Hòa đó là Ngô Kỷ đứng bên cạnh người này, đứng bên cạnh người kia đó, thì tôi thấy thì là quả tình là Ngô Kỷ cũng đã là một trong những các cái người
mà đầu tư và không hề là một cái người đấu tranh vô tư đâu. Tôi cho rằng hắn ấy biết hết, và chính hắn ấy mới là cái người mà khi mà đòi phúc lộc thọ mà treo cờ treo kiếp gì đó, treo cờ vàng đó, thì tôi chả biết thì là treo cờ vàng đó thì nó ích lợi cái gì, không ạ? Thế nhưng mà đây là một cái chuyện vòi tiền, thành ra cái cộng đồng này đó, bây giờ tới bây giờ thì nó mới lòi mặt ra. Chứ trước đây thì tôi cứ khen Ngô Kỷ là một cái anh đấu tranh vô tư, lương tâm của những cái người của các cái bạn trưởng thượng mà coi như rằng thì là bây giờ nó không kịp thời, không ạ? Và cái Việt Nam Cộng Hòa đã bị quên lãng đó, thì Ngô Kỷ đã coi như là một cái hậu duệ nổi loạn để mà đòi lại cái quyền sống, đòi lại cái những các cái sự Việt Nam Cộng Hòa cờ vàng ba sọc đỏ đã chết một cách oan khiên. Hắn ấy tôi cho rằng thì là đây, dần dần thì cái nhìn từ cô kẹo ngọt cho tới cái bà Linh này đó, thì tôi thấy rằng thì là Ngô Kỷ có một chương trình cũng lớn lắm ạ. Ai xuôi miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Bún riêu nóng hổi, ai mời mình ăn đi ta? Lan Anh Kitchen xin mời một tô bún riêu, cà chua sốt chín, đậu hũ rau xanh đậm đà màu riêu, được ăn được nói được gọi đem về, bún riêu thơm ngon đậm đà. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714-576-6070 576-6070. Ai xuôi miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt chị mời em, ăn tô bún cá chứa chan tình người.